落ち着いて動きを見ろ。一緒に考えよう、一緒に考えよう。Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zanot T1 nha. Rồi, rất sorry anh em vì tôi đã lặn hình như là phải 3 hôm rồi nhỉ. 3 hôm tôi ra clip, đến tận mai tôi mới ra clip. Nói chung là nó có lý do hết. Bởi vì tôi phải ôn thi mọi người ơi. Kiểu học đầu năm học hết á, nên là đến lúc khi môn nó bắt đầu mới lôi tập vở ra học SML luôn, học từ sáng đến tối mấy hôm liền luôn để kiểm tra mọi người. Đó nên là thành ra là đến tận hôm thứ bảy tôi mới thi xong. Đó, tôi tính là clip chủ nhật rồi nhưng mà thôi. À, tôi tính sau 2-3 ngày cắm mặt học mà ôn từ sáng đến tối nên là tôi đã quyết định dành một hôm chủ nhật để tôi giải stress. Tôi không ra clip nha, sorry anh em thông cảm nha. Rồi, ok. Đó, nói chung là tóm gọn lại là vẫn là đi kiếm clip đánh cho anh em xem thôi. Còn bây giờ thì để người đó sau đi, qua đây xem rừng Hà Nắc này. Ui, nó mới xong blue mọi người ơi. Rồi rồi, rồi đây này. Từ nhá. Rồi, ui, tém ra đồng đấy. Từ nhá, tôi vẫn combo được con SB nhá. Rồi, cơ bốn. Ừ, hay quá, cơ 4 lên kịp rồi. Rồi, ok, lượng mạng này. Ăn được không? Ui, do tốc biến thôi. Ui, ý da, đã ui, thằng Nắc kìa, Nắc kìa. Ừ, hay quá, Nắc không đủ tầm mọi người ơi. Ý, cái pha đó mà tôi bị thằng Nắc nó đủ tầm, nó chém tôi chết cái, tôi không biết nó gì đâu nữa. Kiểu chết lạc xẹt vãi, ham quá lao chủ vô bắt thằng AD. Nhưng mà xong rồi bị Nắc nó chém chết một cái, xàm xí đú luôn. Rồi, ok, nói chung bây giờ biến về thôi. Đó, nói chung là gặp Nắc thì cứ qua cướp bùa thôi. Anh em nào xem clip của tôi từ xưa giờ, trận nào mà tôi gặp Nắc thì tôi cứ thẳng mặt qua tôi cướp bùa nó thôi nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên qua phía của Blue nhé. Còn Blue mình sắp ra rồi. Đó, nhưng mà từ tôi thấy con rồng mọi người ơi. Này rồng nó ra này. Ui, khoan, thằng quy ở đây tôi chưa đá con rồng ơi, sợ cướp bùa đỏ quá. Đó, nhưng mà không biết thằng Nắc. Rồi. Ui, rồi sao thằng Nắc nó ăn con tà hần đó mọi người. Nè, xích quá. Ui, tôi xong rồi. Ê, chém, khả năng tôi đổi mạng mọi người, phải đổi mạng. Ui, vãi nồi thật. Vãi nồi, mọi người thấy gì không? Má, cái máu cấp tốc kìa. Tôi nghĩ là tôi sẽ đổi mạng được với con gì ta? Còn ấy giờ chứ mà anh còn hồi máu cấp tốc kìa. Ê, bắt được con, bắt được ai. Ui, vẫn chết blue kìa. Ừ, hay kìa. Ăn được không? Ồ, hay quá, rát rồi. Trời, đúng, top rát có khác. Trận này mà rát như tên con gái phải, tên như đúng không mọi người? Ồ, trời ơi, con gái đánh rát. Chất chưa? Rồi, ok. Bây giờ thì tôi sẽ qua đây lượm màu đỏ nhá. Phá được cái nhỉ. Thế mà thằng Aether vẫn đủ cái chiêu thời gian, cái chiêu 1 của nó làm giết con blue của mình luôn. Ảo thật đấy. Nói, nhưng mà sao kệ nó đi. Đó, vàng, ui thằng John nãy giờ nó được farm 1.600 vàng mọi người ơi. Không ổn nha, nhưng mà tức qua đây lượm blue của Nắc còn gì nữa. Nói chung là nó ăn blue mình thì mình phải quá lượm lại thôi. Nó mà qua hay múc thôi chứ mọi người. Rồi nha, từ nha. Đây nè. Xích thằng nào cũng được. Rồi, ok, bắt con John này. Rồi từ nha, đây nè, ulti hai đứa này. Rồi, hay quá. Ê, lướt hai thằng. Ui, pha nó hồi lướt nhanh xíu nữa là ăn luôn được thằng mạng của SP, là ăn hai mạng là ngon rồi. Ui chà, không sao. Rồi, ok, bây giờ thì lượng con tà hần nhé, lượng con rồng nhé mọi người. Tiếng hoa tà hần rồi, có lượng tà hần này. À, con rồng chứ, nó có tà hần hoài nhỉ. Rồi, kéo rồng ra tí, còn Nắc nào ở trên bụi blue á. Rồi, ok. Đó, nè, vô chém này. Lượt này, đánh thường này. Rồi, đánh này, chị này. Ui, vãi nồi thật, tôi chừng chị thiếu một xíu đã mọi người ơi. Ê, bắn nó. Ừ, rồi ulti này, ao nhanh thằng này này. Rồi, giết mày luôn nhé. Đòi bắt tao. Trời ơi, pha đó hên quá, hên là ulti hồi kịp. Nên tôi kịp đủ đam để ăn thằng ái tờ người ơi. Rồi, nè, trời ơi, đi rừng chừng chị kìa, chừng chị con rồng xàm được chứ, vãi trưởng thật. Trời ơi, tôi chừng chị còn mấy chục máu, mọi người. Ui,
Nãy là con tàn còn mình ở còn tầm 100 mấy máu á. Mát trưởng thật, trời ơi chừng chị kìa. Anh em cười chết. Trời ơi YouTuber mà đi chừng chị con rồng cũng không xong nữa. Rồi ok, nhưng kệ đi. Bây giờ tôi sẽ qua tôi ăn con blue xong rồi tôi xem nhá. Đó, khả năng cao là thằng Lắc nó vào bộ đỏ mọi người ơi. Để từ từ tôi lượm loại con quái này xong rồi tôi qua. Nhưng mà từ từ trước hết tôi soạn cái kiếm Muramasa nhé mọi người. Nói chung là trận này tôi sẽ nâng kiếm Muramasa và cái và cái rìu nhá. Rồi, à đây đây đây, bộ đỏ nắng mới ra này. Bộ đỏ nắng mới ra này, chắc chắn là Acerbon đó, biết ngay mà. Bộ này đủ tầm không? Ui không đủ tầm rồi. Này đánh thường này, ulti này, chạy lượm được bộ đỏ là phải chạy nhá mọi người. Rồi ok, xin nhã bùa đỏ thằng Nắc nha. Ấy pháo đó không biết thằng Nắc nó có bùa nó cứ thường trị chúng ta hình như chắc là không đâu. Trời ơi tôi bổ phát là tôi ăn được luôn mọi người. Rồi ok, bây giờ thì di chuyển xuống nèm dưới thôi. AD một mình bị bắt cái ở dưới đánh luôn rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ lượm bùa đỏ ngoài xuống đép lính nha. Đó, ở dưới kia còn có một con xe cả một con quái nhỏ kìa. Từ lượm quái đó. Rồi từ nhá, đợi AD lên cho nó AD hưởng tí vàng nhá mọi người. Đó rồi ok, lên tới nơi rồi. Thôi bây giờ vô tham nhãn quái này từ nhé. Hồng băng nắc chắc nó ăn xong con bồ lu rồi mọi người ơi. Đây này, nó này vừa nói xong này. Đây có gì nó ô đâu rồi. Ủa áo đấy ăn luôn ở đây mà sao mà nó lướt qua bụi trên không thấy sai ra kỳ thật. Trời ơi kỳ quá. Rồi tôi vẫn thắc mắc nha. Và đây ở đây xích nó ừ đúng rồi, hay các bạn ơi. Đó rồi, mày Arum, Alistair gặp Arum mày khắc chế này. Rồi xong, tôi chuẩn bị thấy một xác nữa xuống, chuẩn bị nằm xuống rồi mọi người tin không. Con John này mà không về là coi như tí lính vào cái là coi nó chết đó. Rồi xong John đấy nha. Rồi qua đây ulti này bắn nó, ừ hay quá. Rồi ok, combo 1-2-1 thôi. Rồi đánh thượng này, lướt này. Đó nè, né đam này, ui hơi phải né ngược lại nó mới né được đam trụ chứ. Rồi bây giờ thì qua đây nhé. Nắc bụi này. Rồi ôi bỏ đi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ qua. À mọi người thấy gì không, mọi người thấy bùa đỏ sắp rồi không? Qua chiếm bùa đỏ chứ còn gì nữa, nhưng mà chết đánh bùa đỏ là đánh con quái nhỏ đó mọi người. Rồi ok, xin bùa đỏ nha. Hả, Nắc không biết Nắc rồi. Nắc đâu, chạy qua đâu, chạy nào, ra đâu kìa. Trời ơi, không thấy Nắc luôn. Rồi ok, lượm bùa đỏ này. Bây giờ anh mới ra kịp muộn rồi nha. Ôi trời ơi, nói chung là tôi chơi mà tôi gặp Nắc thì tôi khoái mọi người ơi. Không biết mọi người có sợ Nắc không chứ là tôi cầm gian tôi không sợ con Nắc đâu. Cho nó múa thoải mái thôi chứ mọi người cứ đầu game mọi người cho nó múa đi không sao đâu. Nói chung là cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi, mọi người cứ đánh thôi, nó múa vào mọi người thì mọi người cấu đam nó. Còn không được thì thôi, còn đến cấp 12 tuyên bố là tôi tuyên bố một câu là con Nắc múa hộ gái. Rồi đến cấp 12 tôi bật chiêu 2 dí chết mẹ nó luôn á, ngồi nó mà múa. Rồi ok, bây giờ thì qua lượm mượn con blue xong rồi xuống xin bờ đỏ nhá mọi người. Đó, sơ bờ đỏ luôn. Rồi, ui khả năng ông Esu ông ăn bờ đỏ mình không? Ờ không, ok. Bây giờ thì lượm bùa đỏ nhá mọi người. Đi xuống lượm bùa đỏ xong rồi ui nó ăn rồng kìa. Từ. Qua con rồng này. Ê vào đi, vào đánh đi. Trời ơi, SB đứng ngoài cái canh chi vậy? Cứ vô bốc nó thôi. Trời ạ. Ơi này, đi này chừng chị này. Ui không được rồi. À, trời ơi, Nắc bay vào. Dở rồi. Này. Bộ này. Ý, ừ hay quá, ăn được nó. Trời ơi, xin luôn hai mạng. Ơ kìa. Tí nó. Ui làm chậm nữa chứ. Đi được không? Nên đánh quái này, đánh thường này chém này. Ui không được rồi. Ui dồi ôi. Trời rất là làm vừa làm một pha TikTok. Trời ơi. Không. Nói chung là tay chậm đấy, tay nhanh xíu là khả năng là pha đó có clip rồi. Trời ơi, tên bạn chắc là anh kìa. Sao pha hơi mất tí nhưng mà thực ra là anh em trên kênh tôi thấy hết rồi nha. Không ai cười đâu. Không sao đâu. Rồi, ok, bây giờ thì tôi qua tôi lượm con tà hẳn nhá. Tôi lượm con thần không rồi để tôi xem coi. Con bùa đỏ Nắc còn. Đây này, Open đang ở đây này. Qua. Open xích nó. Ừ rồi, xong, chết. Nói chung là coi như thằng top chết rồi đó mọi người. Chuyển thích cho mình nha. 6-1 rồi, quá xanh rồi. Cái này để tôi cố gắng làm một phát mười mấy mạng nhỉ. Cố gắng ăn bao nhiêu xem một trận này mọi người đoán xem tôi ăn là bao nhiêu kill về. Đoán thôi nha, không chơi tua xung quế xem để lấy kết quả nha mọi người. Rồi, ok. Đó, 10 phút 8 mà tôi ăn được 6 kill rồi. 6-1-5 khá là xanh nha. Đó. Rồi, bây giờ thì qua lượng bùa đỏ rồi xuống dưới farm nhé mọi người. Đó, nói chung là giờ tôi cứ cố gắng đi farm thôi. Đó, bao nhiêu vàng đấy, nói chung là mọi người con gian này mọi người mà phải cố gắng nhá. Cố gắng mọi người lấy cái nanh nhá. Nếu mọi người đang full năm mọi người phải cố gắng lấy cái nanh thật sớm vào. Mọi người một khi mà có con nanh rồi thì bảo là bao đau luôn, nó vã cho thì ối rồi, tem bạn là coi như là vừa bay vào cái là coi như AD bốc hơi đấy mọi người. Thế là cứ cố gắng ha.
farm ao cấp này mà có cái nanh sớm nữa là coi như là AD bạn là gặp là chạy à, không có dám ở lại đánh đâu. Rồi, ok, bây giờ thì để tôi lượm con rồng nhé mọi người. Đó, thằng nắc nó á ha, kệ nó. Ông cho mình qua room mà thằng nắc quay vào là cứ spam kill 2 thôi, spam ulti chứ. Rồi nắc bay vào là cứ bị ăn spam ulti à, nhưng mà từ trước kéo ra cho nó thằng nắc nó khỏi búa nha mọi người. Nó ít ra phải làm cho cái để cho nó khỏi chạy nha. Giờ nó mà vào lượm con rồng cái là ăn ulti liền nè. Nè xích nè, biết ngay mà. Trời ơi, ông Nắc ơi, ông gặp Arum mà ông còn đánh bay vào là tôi thấy ông hơi bị chất rồi đấy. Bạn đâu chơi Arum mọi người? Hay là ngồi cạnh nhau là cứ kêu mẹ mày cứ spam chu cuối tao, nó cứ spam thì nó bay vào phát là ăn xích tiền à. Rồi, lượm này, lượm nó này. Rồi, chém thường này, đánh thường này, đủ đam không? Ui, không được rồi, phải ulti rồi. Vãi nổi, đam sau thế tôi không tính còn ulti đâu, tôi tính để ulti để combat ở trên mọi người. Nhưng mà con quỷ quy này chém hồi máu ghê vãi trưởng nè. Rồi, nó nói chung kệ đi không sao, ulti cũng được. Ổn tỉ hồi nhanh mà có 32 giây chứ mấy, thì nó nửa phút thôi. Rồi, bây giờ thì qua farm nốt thôi. Nó trời ơi, con blue thằng đem bạn ra kìa. Ui rát làm gì vào sâu đấy. Vào sâu đấy, đem bắt thôi. Từ nhá, tôi qua tôi lượm blue trước nha mọi người. Thằng nắc rồi thì nó sẽ qua đây ăn blue này. Đó, thấy chưa? Thằng nắc thì mình nó ra nó farm lấy xong nó sẽ vào ăn blue này. Nhà từ nhá, nó chém thường nó để cái đội tại cho hai nhà rồi. Chém. Rồi chạy đâu? Rồi đánh thường. Đau chưa? Trời ơi, vào đó mà tôi còn bật công ty trước rồi á thì là coi như là nắc nó chết rồi đấy mọi người. Nhưng mà thật tiếc là nãy công ty mất rồi. Rồi, hê cho nó thôi. Rồi, bây giờ thì nấp đây nhá. Thằng nào mà ẩu phát là tôi bay vô tôi múc liền nhá. Trận này 7-1 rồi. Bây giờ thì qua lượm cái chủ nhá mọi người. Đó, lượm thôi. Nè, nắc nè. Arum có xích là xích nó nha. Rồi. Ulti này. Rồi, hồi nội tại này, bay vào đánh con nắc này, dí này, đánh thường chết này. Rồi, ok, xin mạng nắc nha. Rồi, chém thượng này, đi ra, lướt ra, đâu. Ê, bắt, thằng AD bị choáng kìa. Rồi, lướt ra ngoài, ulti vào này, đánh thường này, băng xương này. Ê, quả nắc này, ăn qua cứu nhỉ. Rồi, chiếu cứu này, rồi, chém thượng. Ui, quả nắc cứu thật luôn kìa. Áo ra đây, mega của tao đâu. Đây. À, vãi nồi thật. Ê, ai vô tanh chủ đi. Từ đã đợi đi, lính lên. Vùi vãi nồi thật, rồi gặp Aether này, phải đợi tempo trước rồi. Đây, mega, lui ra, nó xích ra. Rồi, bố này, ơ kìa. Vãi nồi. Trời ơi, sao bạn lại làm thế? Ơ kìa, trời ơi, chơi vào chết kỳ. Ôi, ok, cảm ơn anh em đã coi clip nhá. Nó hơi cay là vì tem bạn, tem mình chứ phải tem bạn đâu, nó cướp mega kill của mình. Rồi, ok, anh em nếu thấy clip hay thì nhớ đừng quên cho tôi xin một like và đăng ký kênh ủng hộ Khánh tôi nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Sorry anh em mấy bữa nay tôi không ra clip nha. Ok, bye bye anh em, hẹn em clip sau nha, bye bye.